có đang thấy không? Hello, xin chào các bạn. Ôi, lâu quá chưa. Hiện tại thì mình đang ở Piccadilly Circus. Đây là một trong những nơi rất là nhộn nhịp đông người nhất của London. Hôm nay đã là ngày 23 tháng 12 rồi. Mọi người đang hòa chung không khí đón Noel, Giáng sinh vui vẻ. Tụi mình đi chơi người ba người cũng rất là vui vẻ. Rồi bạn đã xong chưa? Bây giờ để mình quay cảnh nha. Merry Christmas everyone. Ui đẹp quá.